trao cho 5 cá nhân đạt danh hiệu thầy thuốc nhân dân và 12 cá nhân đạt danh hiệu thầy thuốc ưu tú của nhà trường. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực cống hiến của các đội ngũ thầy thuốc có nhiều thành tích trong sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Trường Đại học Y Hà Nội với bề dày thành tích 119 năm luôn giữ vai trò là một trong những cơ sở đào tạo đầu ngành về nhân lực y tế của đất nước. Những bác sĩ được nhận danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú lần này là những cá nhân nổi bật về tài năng, y đức, đem trí tuệ, đạo đức, nhân cách cao quý của thầy thuốc, nhà giáo, truyền dạy cho các thế hệ đi sau.